Hola Quang Minh, xin chào các bạn. Mặt hoa mà mình đang quay trước mặt các bạn, mình xin giới thiệu đây là mặt hoa cam lửa danh trần. Mặt hoa rất là đẹp ha. Và sau đây mình xin giới thiệu với các bạn hình cây. Đây là cây số 1. Ở dưới nó đang có hai mầm con nè. Cái hộp quẹt này nó mất tiêu rồi. Đây là chiều cao của cây nè anh chị. Thì cây này có giá tiền là 1,8 triệu ha anh chị. Đây là cây số 1. Rồi sau đây em xin giới thiệu cây số 2 ha. Cây số 2 này cũng có giá tiền là 1,8 triệu luôn. Hai cây đồng giá. Mở cái mặt bông này đây. Đây là hai cây cam lửa danh trần, đồng giá là 1,8 triệu một cây luôn. Anh chị ưng ý cây nào thì nhắn tin vào Zalo số 0335969899 giùm em ha. Đây là cây số 1, cây có hai mầm con dưới á. Còn cây này nó bự hơn nè. Cũng đồng giá luôn, hai cây đồng giá 1,8. Xin cảm ơn anh chị đã xem clip.